Hello, xin chào quý vị, xin chào các bạn. Như quý vị đã biết, sử dụng TradingView là một công cụ không thể thiếu với bất cứ một trader chuyên nghiệp nào. Cũng như TradingView được sử dụng không chỉ trong thị trường crypto mà còn được sử dụng rất nhiều trong các thị trường như Forex, vàng hoặc là chứng khoán, vân vân. Và tôi cũng đã xem rất nhiều các video họ hướng dẫn về sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật áp dụng vào chơi coin. Nhưng tôi không thấy ai hướng dẫn sử dụng TradingView trực tiếp trên các sàn giao dịch cả. Cũng không hiểu tại sao. Thì ở cái video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để sử dụng TradingView trực tiếp trên sàn Binance.com. Và hoàn toàn là miễn phí, đó cũng không cần phải đăng ký gì cả. Thì bình thường, họ chỉ hướng dẫn sử dụng các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật tại trang là tradingview.com. Đó, thì đây là cái trang tradingview.com được rất nhiều các trader chuyên nghiệp họ sử dụng. Nhưng nếu quý vị là những người mới thì quý vị có thể chưa biết đăng ký hoặc chưa từng sử dụng TradingView mà quý vị đã đăng ký sử dụng cái này thì có thể là hơi phí. Đó. Thì đây là cái bảng giá mà quý vị muốn sử dụng các công cụ TradingView. Đó, bản Pro là bản rẻ nhất. Giá hiện tại là 14,95 đô một tháng. Bản Pro cộng giá hiện tại mới update là 29,95 đô một tháng. Cái bản Pro cộng này thì được rất nhiều các trader họ sử dụng. Đó. Còn cái bản Premium là cái bản cao cấp nhất thì cái bản này là cái bản đầy đủ. Nhưng áp dụng vào trong chơi coin thì ít người họ sử dụng cái bản này. Đó. Tất nhiên đăng ký sử dụng cái này thì nó cũng không có gì là khó cả. Quý vị chỉ cần có cái thẻ Visa hoặc Master có chức năng thanh toán quốc tế là quý vị có thể sử dụng được. Hoặc quý vị sử dụng miễn phí thì quý vị có thể sử dụng được 30 ngày. Sau 30 ngày quý vị lại đăng ký một cái tài khoản khác. Nhưng như thế nó sẽ không được bền, không được ổn định. Đó. Rồi, thì bây giờ trở lại với cái sàn Binance. Ở đây họ có cái TradingView đây này. Quý vị có thể thao tác, thực hành hoàn toàn miễn phí cái công cụ TradingView này trực tiếp trên sàn Binance. Cũng như một số sàn lớn họ cũng đã hỗ trợ cái TradingView. Và nó không thiếu bất cứ một cái công cụ nào cả. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn là TradingView. Đó. Thì bình thường quý vị để ý này, ở đây quý vị không cần đăng nhập cũng không cần đăng ký gì cả. Đó. Quý vị để ý đến cái biểu tượng cài đặt phía bên trên góc phải. Thì ở đây nó là màu tối, quý vị có thể chuyển sang màu sáng này, chọn chủ đề. Đó. Rồi. Ở đây tôi sẽ chuyển sang màu sáng để quý vị dễ quan sát. Quý vị để ý đến cái mũi tên hai chiều. Chọn vào đây để phóng to lên. Đó. Thì bình thường khi quý vị vào cái TradingView nó sẽ có như thế này. Đây. Biểu đồ lớn này. Ba cái đường chỉ báo MA này. Volume này. Các cột volume. Dưới cùng là đường RSI. Đó. Rồi. Ở đây tôi sẽ chọn cặp ETH USDT. Quý vị có thể chọn bất cứ một cái cặp nào từ trong cái danh sách này. Tiếp theo quý vị để ý đến cái thời gian. Phút này, giờ này, giờ, ngày, tuần này, hoặc thời gian xa hơn. Đó, một ngày, ba ngày, một tuần,
hoặc 1 tháng. Và quý vị để ý đến cái chỉ báo kỹ thuật, nó có cái biểu tượng đây. Quý vị muốn bật tắt bất cứ một cái chỉ báo nào thì nó đều ở đây cả. Ví dụ tôi sẽ tắt hẳn cái chỉ báo volume này đi. Đó, tôi sẽ tắt đi này, xóa này. Tôi tắt luôn cái chỉ báo RSI này đi. Đấy, tắt vào cái dấu X này. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mở lên, nó ở trong này hết. Ở đây, tôi sẽ đánh là volume. Đó, chọn này. Thì nó sẽ hiện lên. Rồi, tôi sẽ bật cái RSI này. Chỉ báo RSI này. Chọn cái đầu tiên này. Đó, thì RSI nó sẽ hiện lên. Thì ở đây quý vị cũng sẽ thấy cái chỉ báo MA mặc định là nó sẽ có ở đây. Quý vị cũng có thể bật tắt bằng cái biểu tượng này, hiển thị hoặc tắt đi này. Đó, đó, tôi tắt cái chỉ báo MA đi thì nó sẽ còn nguyên cái cây nến thôi. Tôi sẽ bật lên này. Còn quý vị muốn tắt hẳn thì quý vị bấm vào dấu X. Rồi, tiếp theo quý vị có thể thay đổi cái màu sắc của từng cái cây nến. Thì đây, quý vị để ý đến cái biểu tượng cái cặp giao dịch này. Ở bên này nó có cái biểu tượng cài đặt. Đây, quý vị để ý cái biểu đồ nến. Tôi sẽ đổi sang màu xanh đậm để quý vị dễ quan sát. Bóng nến này cũng màu xanh này. Đó, đường viền cũng màu xanh. Cái phần màu đỏ dễ nhìn rồi, tôi sẽ để nguyên. Cái đường giá quý vị cũng có thể cho to lên. Đó, đó, các chỉ số bên này quý vị cũng có thể thay đổi, nhưng quý vị nên để nguyên. Rồi, tôi chọn OK này. Đó, quý vị có thể kích đúc vào màn hình để hiển thị cái volume và cái chỉ báo RSI. Đó, hiện lên này. Đấy. Rồi, bây giờ quý vị để ý đến thanh công cụ. Thì tất cả các công cụ phân tích nó ở bên cái thanh này, chạy từ trên xuống phía dưới. Quý vị di chuyển con trỏ đến thì nó có cái mũi tên. Quý vị có thể click vào cái mũi tên thì nó sẽ hiện ra các chỉ báo tiếp theo. Đó, điều chéo dấu chấm mũi tên này, tẩy này. Cái phần thứ hai cũng vậy. Đây, đường xu hướng này. Tôi sẽ kẻ một đường xu hướng đi xuống này. Đó, hoặc tôi sẽ kẻ một đường xu hướng đi lên này. Đó, rồi tôi sẽ xóa đi này. Chọn này, xóa lại. Đó, thì ở đây nó không thiếu một cái công cụ nào cả, mà quý vị sử dụng hoàn toàn là miễn phí. Nhất là những trader, những người mới mà quý vị bước vào cái thị trường này, quý vị có thể thao tác hoàn toàn miễn phí. Đây, ví dụ cái công cụ chỉ báo Fibonacci, ở đây nó có rất nhiều. Ví dụ tôi sử dụng cái Fibonacci thoái lui này. Đó, kéo lên này. Đó, rồi cái công cụ Fibonacci mở rộng này. Đây, đó, không thiếu một cái gì cả. Rồi, tôi lại tắt nó đi này. Chọn này, xóa này. Chọn này, xóa này. Rồi, và bên dưới còn rất nhiều các công cụ này. Hình chữ nhật này. Đó, hình này. Quý vị cũng có thể thay đổi cái hình này, màu sắc, kích cỡ. Đó, quý vị thay đổi thì quý vị chỉ việc chọn vào này, nó hiện ra cái công cụ này ở cái phần cài đặt. Quý vị thay đổi phóng to thu nhỏ cái viền lên này, màu viền này, rồi hình nền này. Đó,
Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt đi, xóa lại. Rồi, tiếp theo là tất cả các công cụ. Đây, không thiếu một cái gì cả. Đó, văn bản này, ghi chú này, bình luận này, chú thích này. Đấy, thước đo này, zoom to này, đó. Rồi, thì ở cái video này, tôi sẽ không đi sâu vào bất cứ một cái công cụ nào, mà tôi chỉ chia sẻ để quý vị tham khảo, cũng như là quý vị mới bước vào cái thị trường này thì quý vị nên sử dụng những cái công cụ hoàn toàn miễn phí ở cái trang violent.com này đó. Còn quý vị muốn tìm hiểu sâu về một cái công cụ, các chỉ báo kỹ thuật nào thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Ok. Còn nếu trường hợp quý vị ai chưa có tài khoản bên sàn Binance.com thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm 20% phí giao dịch khi quý vị giao dịch trên cái sàn này. Ok. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ có thêm một cái công cụ sử dụng hoàn toàn miễn phí